những thông tin nổi bật trong chương trình tối nay. An Giang, huyện Châu Phú nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19. Bình Thuận, sự đồng lòng của người dân để phòng chống dịch hiệu quả. Dỡ bỏ các trạm kiểm soát, Long Xuyên chủ động siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Khánh Hòa, đề xuất lập quy hoạch đô thị mới tại Cam Lâm. Lâm Đồng, nhiều hộ gia đình đổi thay nhờ trồng dâu nuôi tầm. Phụ nữ Cà Mau nỗ lực sản xuất khắc phục khó khăn cho dịch bệnh COVID-19. Những chuyến xe kết nối yêu thương chung tay vượt qua đại dịch tại Cà Mau. Xin kính chào quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương. Và mở đầu chương trình tối nay, ngày 26 tháng 11, như thường lệ sẽ là những thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Thưa quý vị, tại An Giang, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Phú đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm túc, toàn diện, thích ứng an toàn, linh hoạt theo nghị quyết 128 của Chính phủ, đồng thời áp dụng các quy định khác phù hợp với thực tiễn địa phương, theo ghi nhận từ truyền hình An Giang. Đánh giá cấp độ dịch COVID-19, toàn huyện Châu Phú đang ở cấp độ 3, trong đó có 3 địa phương cấp độ 1, 5 địa phương cấp độ 2, 2 địa phương cấp độ 3 và 3 địa phương cấp độ 4. Quan điểm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện là căn cứ tình hình thực tế để khoanh vùng hợp lý, khẩn trương điều tra, truy vết, để nhanh xét nghiệm, sớm khống chế, kiểm soát ổ dịch, tổ chức phong tỏa hẹp và kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực phong tỏa, tránh lây lan dịch ra cộng đồng, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn, không để bị động. Cùng với đó, huyện chú trọng tăng cường năng lực y tế, nhất là năng lực điều trị để phân loại, điều trị phù hợp, kịp thời hiệu quả, đồng thời tích cực triển khai thực hiện phương án điều trị F0 không triệu chứng tại nhà để giảm áp lực các cơ sở điều trị. Đối tượng từ 18 tuổi trở lên, thì huyện đã phủ vaccine được 2 mũi là đạt 97%. Đối tượng từ 12 tới 17 tuổi thì đang cho tiêm tại các cái trường học ở trên địa bàn. Thì đối tượng này thì mình sẽ tiêm từ cái đối tượng lớp 11 và lứa tuổi 16, lớp 10 và lứa tuổi 15, tiêm vài xuống. Như vậy thì nếu như tiêm xong trong tuần này, thì mình sẽ phủ được khoảng 64% mũi 1 cho đối tượng độ tuổi từ 12 tới 17. Trong đó thì học sinh lớp 12 và độ tuổi 17 thì mình đã tiêm xong mũi 1 ở trong tuần rồi. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Phú yêu cầu các xã thị trấn, các ngành chức năng tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm túc, toàn diện, thích ứng an toàn linh hoạt với dịch theo nghị quyết 128 của Chính phủ, đồng thời áp dụng các quy định khác phù hợp với thực tiễn địa phương để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị, tại Bình Thuận, cuộc chiến chống dịch tại thành phố Phan Thiết đối mặt với thử thách mới khi tại đây phát hiện hàng loạt những ca dương tính trong cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chính quyền thành phố đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc siết chặt kiểm soát người dân ra vào vùng đỏ. Điều này là cần thiết khi thành phố đang là vùng cấp độ 4 với nguy cơ lây nhiễm rất cao, theo phản ánh từ truyền hình Bình Thuận. Từ chiều tối ngày 23 tháng 11, Công an thành phố Phan Thiết đã huy động 8 tổ tuần tra với trên 50 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát lưu động trên các tuyến đường, các chốt giao thông trọng điểm để kiểm soát chặt chẽ hơn việc đi lại của người dân. Đây là biện pháp linh động nhằm quản lý giám sát người ra vào vùng đỏ. Mục đích chính là không để dịch bệnh lây lan phức tạp trong cộng đồng, nỗ lực hạ cấp độ dịch vì sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết. Trước cái tình hình phức tạp của dịch bệnh, lực lượng công an thành phố tăng cường thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Chúng tôi hy vọng rằng là với sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ cũng như là việc chấp hành phòng chống dịch của người dân thì chúng ta sẽ sớm đưa thành phố Phan Thiết trở lại bình thường. Ngày hôm qua, các tổ tuần tra của công an thành phố đã phát hiện hơn 135 trường hợp vi phạm, lập biên bản giao các phường xã 70 trường hợp để xử phạt hành chính. Việc siết chặt kiểm tra kiểm soát như thế này là giải pháp cần thiết, phù hợp nhất của chính quyền địa phương vào thời điểm này để phòng chống dịch hiệu quả. Do đó, rất cần sự sẻ chia và chung tay của người dân cùng chính quyền thành phố để kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuần tra trên địa bàn thành phố thì theo em thấy là hết sức là cần thiết để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch, hạn chế những cái cá nhân mà ra đường khi mà không có sự cần thiết, nhất là trong cái tình hình dịch hiện nay là đang rất là phức tạp. Việc mà kiểm soát người đi đường với lại là giấy thông hành thì em thấy là nó rất là
là tiện, tại vì là có thể là kiểm soát được lượng người lưu thông cũng như là hạn chế được dịch bệnh khi mọi người đi ra ngoài. Và em thấy là cái điều đó là tỉnh mình đang làm rất là tốt. Thời gian gần đây, mỗi ngày thành phố Phan Thiết có hàng trăm ca mắc COVID-19 mới và nhận định sẽ còn rất nhiều trường hợp dương tính trong cộng đồng chưa kịp phát hiện. Thành phố đang tiếp tục nỗ lực không ngừng để tăng độ bao phủ vaccine ngừa COVID-19. Theo thống kê, đến ngày 23 tháng 11, tỷ lệ người dân trên 18 tuổi của Phan Thiết được tiêm mũi 2 đã đạt 81%. Khi tỷ lệ tiêm vaccine đảm bảo, số ca mắc mới trong cộng đồng giảm, đồng nghĩa với việc giảm cấp độ dịch. Và khi đó, các hoạt động sẽ từng bước được nới lỏng. Do vậy, hơn lúc nào hết, người dân cần hiểu, chia sẻ, cảm thông và đồng lòng cùng chính quyền thực hiện hiệu quả các biện pháp tăng cường tạm thời trong công tác phòng chống dịch bệnh như hiện nay để đưa thành phố sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, trở lại trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày hôm qua 25 tháng 11, thì toàn tỉnh An Giang đã tạm dừng tất cả các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, trong đó có chốt kiểm soát dịch Vàm Cống, thành phố Long Xuyên. Đây là điều kiện quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên lại đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, theo phản ánh từ truyền hình An Giang. Để kiểm soát có hiệu quả người và phương tiện về địa bàn thành phố Long Xuyên nói riêng, tỉnh An Giang nói chung, từ 0 giờ ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Long Xuyên đã phối hợp các lực lượng liên quan thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch Vàm Cống. Bình quân mỗi ngày các lực lượng đã dừng kiểm tra và cho khoảng 1.500 đến 2.000 lượt phương tiện các loại. Và những ngày cao điểm, dừng kiểm tra từ 2.000 đến 3.000 phương tiện xe ô tô, xe tải, từ 20.000 đến 25.000 xe mô tô và cho khai báo y tế hàng chục ngàn lượt người. Qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp tài xế đường dài, người dân từ các tỉnh về đến cửa ngõ thành phố Long Xuyên dương tính với SARS-CoV-2, kịp thời đưa đi cách ly điều trị theo quy định, góp phần ngăn chặn hiệu quả người mang mầm bệnh từ nơi khác về địa bàn thành phố Long Xuyên nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Đến nay, qua gần 6 tháng hoạt động, bắt đầu từ 0 giờ ngày 25 tháng 11, chốt kiểm dịch Vàm Cống chính thức tạm dừng hoạt động. Việc tạm dừng chốt kiểm soát phòng chống dịch sẽ giúp phương tiện lưu thông qua lại dễ dàng, thuận lợi cho việc giao thương trao đổi hàng hóa, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các lực lượng chức năng cũng dây bớt khó khăn vất vả, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Nhưng cùng với đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cần sự quyết liệt trong công tác phòng chống dịch của các cấp, các ngành, các địa phương và ý thức chủ động tự giác của mỗi người dân. Thì trong cái thời gian tới, thì Công an thành phố Long Xuyên sẽ tham mưu cho Ban chỉ đạo thành phố Long Xuyên trong vấn đề là phòng chống dịch. Thứ nhất là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền. Thì hiện nay thì tất cả các cái chốt ở trong cái trong nước cũng như là riêng cái địa bàn tỉnh An Giang thì cũng đã không còn. Do đó là phải tăng cường công tác tuyên truyền về ý thức người dân. Cái thứ hai là công an thành phố sẽ phối hợp cùng các ngành tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Kiểm soát về phòng chống dịch, kiểm soát về vấn đề đi quá giờ quy định, kiểm soát về vấn đề đi lại cũng như các cái dịch vụ mà chưa cần thiết. Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó hơn ai hết, mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khai báo y tế khi đi từ các tỉnh thành khác trở về địa phương, chủ động thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tiêm đủ vaccine để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Qua đó chung tay cùng các cấp, các ngành, các địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, sống chung an toàn với đại dịch COVID-19. Xin được chuyển sang những câu chuyện đời sống sản xuất đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương cho phép quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm. Theo đó, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề xuất phát triển một phần đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần thành phố Cam Ranh có quy mô dân số tương đương với đô thị loại 1, theo tin từ truyền hình Khánh Hòa. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, huyện Cam Lâm có địa hình đa dạng, có cả đồi núi, đồng bằng, đầm, bãi cát ven biển và biển khơi. Địa hình thấp dần từ Tây sang Đông và từ Bắc vào Nam, gồm 3 địa hình chính là núi cao, núi thấp, đồng bằng và đồi thoải, thuận lợi cho phát triển đô thị và du lịch. Bên cạnh đó, trên địa bàn có các tuyến đường giao thông quốc gia huyết mạch đi qua, đặc biệt là gần sân bay quốc tế Cam Ranh và cảng Cam Ranh.
Ngoài ra, Cam Lâm còn có khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đang hoạt động và tiếp tục phát triển với 41 dự án du lịch resort nổi tiếng, thu hút lượng lớn du khách quốc tế. Huyện Cam Lâm có vị trí là đầu mối giao thông của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Về đầu mối giao thông cấp vùng, Cam Lâm gần đường hàng hải quốc tế, có hệ thống cảng biển gắn với đầu nút giao thông quan trọng về đường bộ, đường thủy, đường hàng không quốc gia. Trên cơ sở quan điểm, công tác quy hoạch phải đi trước một bước được nêu tại Nghị quyết số 119 ngày 27 tháng 9 của Chính phủ và các quy định pháp luật về quy hoạch. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quy hoạch chung đô thị mới sẽ bao gồm các xã, phường, thị trấn Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Thành Bắc, Cam An Bắc, Cam An Nam, Suối Tân, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Đức, Cam Nghĩa, Cam Thành Nam. Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng xin được tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới này. Sau khi lập xong, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ gửi Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt. Thưa quý vị, để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025. Và một trong những hoạt động trọng tâm của đề án này là ra mắt tổng đài hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn, theo tin từ truyền hình An Giang. Đây là kênh thông tin hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua đầu số 1900-969-667. Đầu số này được thiết lập để kết nối tự động hoạt động trong giờ hành chính với ba nhóm chính gồm tiếp nhận phản ánh kiến nghị, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính với sự tham gia tư vấn của 10 cơ quan đơn vị thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đây là kênh tiếp nhận thông tin nhanh, hiệu quả giúp người dân và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, kịp thời phản ánh thái độ, hành vi tiêu cực của công chức, viên chức trên địa bàn. Sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, tổng đài hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành đã trở thành một kênh tiếp nhận, phản ánh tiếp nhận, lắng nghe ý kiến góp ý hiệu quả của người dân doanh nghiệp, đồng thời thực hiện với nhiều chức năng như hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết, thành phần hồ sơ, cơ quan giải quyết, thời hạn giải quyết, mức phí, lệ phí, các lưu ý liên quan và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, đăng ký thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà qua đường bưu chính công ích. Alo. Anh ơi, anh thấy bộ phận kiểm tra không ạ? Dạ đúng rồi chị. Em có thể là thứ một, thứ nhất em cần chuẩn bị cho anh là một cái bản sao photo giấy chứng minh nhân dân và một cái đơn em có thể tra trên cổng thông tin điện tử của huyện Châu Thành để đao về bằng cái trang đó, cái đơn. Rồi cái thứ hai nữa là sau khi em phải có cái địa chỉ chính xác địa điểm kinh doanh, thì sau khi đủ hai cái đơn đó em có thể gửi đó, liên hệ với bưu điện á, rồi em gửi trực tiếp về qua đường bưu điện, gửi về bộ phận một cửa của huyện Châu Thành. Đây là cái mô hình cấp huyện đầu tiên của tỉnh An Giang chúng ta thực hiện cái tổng đài này. Tổng đài cũng giúp cho người dân trên địa bàn cần thắc mắc về các thủ tục hành chính mà chưa am hiểu thì sẽ được các cái chuyên viên, các cái tổng đài viên sẽ trực tiếp trả lời những thắc mắc về thủ tục hành chính, thời gian tiếp nhận cũng như là cái kết quả trả cho công dân. Tôi cho là đây là một cái nỗ lực rất là lớn của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành. Rồi trong bối cảnh là tình hình dịch bệnh rất là khó khăn, các anh cũng đã quyết tâm để mà cho ra được cái một mô hình nó rất là sáng cho cái công tác cải cách hành chính trong cái năm 2021. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc người dân liên hệ qua tổng đài hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính của huyện Châu Thành là cách làm rất hiệu quả nhằm hạn chế tập trung đông người tại bộ phận một cửa, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch. Góp phần tuyên truyền đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận.
Liên quan đến câu chuyện sản xuất, thưa quý vị khán giả, trong chương trình Chuyển động 25 giờ trưa nay, chúng tôi đã chia sẻ về việc giá kén tằm và tơ tằm đang tăng cao ổn định. Tại Lâm Đồng thì nghề tằm đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân ở nhiều địa phương, trong đó đặc biệt là phát huy vai trò và hiệu quả của các tổ hợp tác sản xuất dâu tằm. Sau đây là ghi nhận từ truyền hình Lâm Đồng. 2 năm sau khi tham gia tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm, nhờ được hỗ trợ vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật trồng dâu và nuôi tằm, thu nhập của gia đình anh chị Luân Thị Dời ở xã Đa Ca Nang, huyện Đam Rông hết sức ổn định. Bình quân mỗi tháng nuôi một hộp, chị Dời thu về 8 triệu đồng và nỗ lực nuôi 2 hộp là 15 triệu đồng. Nhờ có cái sự hỗ trợ của nhà nước này thì nên là gia đình em vừa được có chi phí trang trải cho con học tập, nói chung là nền kinh tế nó cũng ổn định hơn, có thu nhập hàng tháng thì mọi chi tiêu trong sinh hoạt gia đình nó ổn định hơn, rồi nói chung là mình không cần phải lo quá nhiều. Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm xã Đà Cà Nàng, huyện Đam Rông được thành lập năm 2020. Ban đầu chỉ có 10 hội viên, nhưng đến nay đã có 22 hội viên tham gia. Vài năm trở lại đây, với nhiều cách thức nuôi tằm mới cùng nhiều giống dâu cho năng suất và chất lượng cao, đã giúp cho người nông dân trồng dâu nuôi tằm ở Đà Cà Nàng nâng cao đời sống, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo cái tổ hợp tác này á, thì cũng được tham gia giao lưu với hội viên này nọ, các tham gia với chị em á, cũng thấy hòa đồng, mà tất cả các chị em bây giờ cũng đang học hỏi và có nhiều chị em cũng đang muốn vào cái tổ này và với lại cũng muốn làm cho gia đình có kinh tế khá giả hơn. Hiệu quả kinh tế của cây dâu con tằm đã được khẳng định. Vì vậy, huyện Đam Rông xác định phát triển ngành dâu tằm trở thành một trong các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn từ nay đến năm 2023. Sau hơn 3 năm chuyển giao nguồn giống dâu cao sản S7CB và VA201, ứng dụng kỹ thuật mới nuôi tằm gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm ở địa phương đã làm thay đổi cơ cấu cây trồng và đem lại thu nhập cao nhất trong số các loại cây công nghiệp dài ngày ở các xã. Xã Đàm có thành lập cái tổ hợp tác đối với chị em phụ nữ để vay cái vốn của ngân hàng chính sách để trồng dâu nuôi tằm. Qua một quá trình thì thấy đem lại cái kết quả khả quan, đặc biệt là giúp cho chị em phụ nữ về cái công ăn việc làm và cho thu nhập, giúp cho xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Chúng tôi đang tiếp tục để cho nhân rộng cái mô hình đối với tổ hợp tác, không những phụ nữ mà cho đoàn thanh niên và các cái hội khác. Hiện nay toàn huyện Đam Rông đã nhân rộng được gần 500 hectare cây dâu tằm ở các xã như Đạ Rờ San, Liên Strom, Đạ Tông, Đạ Mơ Rông với năng suất bình quân 150 tạ một hectare. Gồm các giống dâu tằm được bà con canh tác chủ yếu là TS07, giống TK3 và giống Sa Nhị Luân. Với giá kén tằm ổn định trong thời gian gần đây, đã có phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương vùng xa như Đam Rông. Thưa quý vị, tại Cà Mau, song song với việc sống an toàn trước đại dịch thì để đảm bảo cuộc sống trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hầu hết các hội viên hội phụ nữ trong tỉnh đều nỗ lực duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình với quy mô cân đối, sản phẩm phù hợp với tình hình dịch bệnh thực tế, theo phản ánh từ truyền hình Cà Mau. Gia đình chị Nguyễn Thị Kỷ gắn bó với nghề ươm dẻo cua giống gần chục năm. Chị Kỷ cũng là thành viên của câu lạc bộ khởi nghiệp kinh doanh ươm dẻo cua giống ấp Kinh Cát, xã Hàm Trọng, huyện Nam Căn, được thành lập vào đầu năm 2020. Gia đình chị có hơn chục hầm dẻo cua giống để làm nối tiếp xoay vòng liên tục. Dù có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhưng chị Kỷ và các thành viên trong câu lạc bộ vẫn đồng lòng duy trì sản xuất, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, bàn giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp theo từng thời điểm. Mình làm cái lượng vàng hầm nhiều thì mình vô nối đuôi theo hoài thì mình cứ hết lô này mình ra rồi tới lô khác mình tiếp tục. Vậy cái nguồn thu của mình nó có hoài. Còn nếu mà mình làm ít quá thì mình lên rồi xong mình đợi chờ có con mê mình bắt vô nữa thì thời gian nó mất, thời gian của mình nó thì cái thu nhập nó cũng dở lắm. Nói chung ra mình vô cái câu lạc bộ này mà ăn thì nó thuận lợi về cái mặt kinh tế là nó có thu nhập hàng tháng, có đồng vô đồng ra để mình dễ xoay sở trong cái công việc làm ăn đó. Đầu ra thì cũng dễ luôn, cũng như là trong cái nhóm đó mình thống nhất với nhau là mình ra đồng một giá, nó dễ hơn cái vụ mình làm gời gạt mình quần nên. Tại xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, hội viên phụ nữ cũng tích cực duy trì sản xuất, phát triển trồng rau màu để tạo nguồn lương thực cho gia đình và tạo thêm thu nhập. Thời gian qua, bí trợ là loại nông sản được chị em trồng phổ biến. Trồng bí trợ, đọt bí, bông bí, trái bí đều là thực phẩm sử dụng được.
Trái bí có thể nấu các món ăn mặn và ngọt, cũng có thể làm bánh, lại bảo quản được lâu nên thích hợp cho nhiều gia đình dự trữ thực phẩm trong mùa dịch. Nhờ đầu ra ổn định, gia đình bà Kim Sang cũng như nhiều hộ dân ở đây đã duy trì mô hình trồng bí, mang lại thu nhập khá. Thì trồng bí cái vốn nó nhẹ, với lại thuốc rồi mình không có xài nhiều nữa. Chỉ có xài hồi lúc mà nó còn nhỏ nhỏ vậy đó, cây 2-3 lá đó nó có gầy xuống mình xịt vậy thôi, rồi tới chừng nó ấy rồi là hết xịt rồi, tới chừng có trái vậy nè, đâu có cái gì ăn nó được đó. Bí thì mình bán đọt, rồi bán bông, rồi trái. Đây nè, năm nay là tôi đi bán 3 đồ khác, còn bí là bán ở nhà nhiều. Tôi để vậy đó, rồi dắp chiều mát mát, chừng 3-4 giờ là người ta lại mua 2-3 trái, 3-4 trái vậy đó một người. Nhiều khi người ta mua gửi cho con rồi ở thành phố đó. Dù trong hoàn cảnh nào, chị em phụ nữ vẫn tích cực duy trì các mô hình kinh tế sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi để chăm lo cho cuộc sống. Qua đó đóng góp tích cực cho việc thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế của tỉnh nhà đề ra. Thưa quý vị khán giả, trong những tháng qua, thì bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh, lực lượng công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức được nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực và giúp đỡ cho nhiều người dân. Nhiều quy mô, mô hình và việc làm ý nghĩa đã khắc sâu thêm hình ảnh của người chiến sĩ công an trong lòng của người dân. Chuyến xe kết nối yêu thương chung tay vượt qua đại dịch của Đoàn ủy Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cà Mau thực hiện là một trong những mô hình ý nghĩa như vậy, theo phóng sự của truyền hình Cà Mau. Trong nhiều tháng qua, những chuyến xe chở theo đầy ắp nhu yếu phẩm, lương thực đến với vùng nông thôn xa xôi hay các khu cách ly tập trung không còn xa lạ với người dân Cà Mau. Xuất phát từ quá trình thực hiện nhiệm vụ, cảm nhận sự khó khăn thiếu thốn của người dân trong cơn đại dịch, lực lượng Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh xây dựng mô hình phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong tỉnh chung tay hỗ trợ giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với tấm lòng sẻ chia, một nắm khi đói bằng một gói khi no. Tạo cái điều kiện thuận lợi cũng như các cái phương tiện, chưng dụng các cái phương tiện của đơn vị để vận chuyển hàng hóa, lương thực, các cái nhu yếu phẩm đến các cái khu cách ly tập trung để tháo gỡ và cái phần nào khó khăn đối với bà con nhân dân. Sau khi biết được thông tin về ý nghĩa của mô hình chuyến xe kết nối yêu thương chung tay vượt qua đại dịch của Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đi vào hoạt động, các đơn vị nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân quyên góp các loại như gạo, mì, rau củ, sữa. Ban đầu là để chở đến các khu cách ly tập trung khu vực phong tỏa. Chuyến xe kết nối yêu thương đi đến đâu là mang theo lương thực, thực phẩm cũng như những tình cảm của lực lượng công an Cà Mau cùng các ban ngành cũng như các Mạnh Thường Quân giúp đỡ người dân gặp khó khăn vượt qua đại dịch. Em thấy là cái việc đó rất là ý nghĩa, và bên chỗ doanh nghiệp em thì cũng có một cái khoản để mà ủng hộ cho bà con quê hương Cà Mau của mình. Thì cũng chưa biết trao gửi cái yêu thương cho ai, thì thấy bên chỗ anh Phú có những cái hoạt động nó rất là ý nghĩa và nó rất là thiết thực á. Thì bên chỗ tụi em cũng có dồn một cái phần kinh phí qua để mà hỗ trợ cho cái chương trình của kết nối yêu thương của bên anh Phú, và cũng mong muốn là được đồng hành với cái chương trình trong thời gian sắp tới. Và từ đó, không những chuyến xe kết nối yêu thương mang tặng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến cho người dân, mà còn đến cả các chốt kiểm soát hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm canh gác phòng chống dịch tại các địa bàn giáp ranh. Tính đến thời điểm hiện nay, những chuyến xe kết nối yêu thương đã chuyên chở trên 70 tấn lương thực, thực phẩm với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, thể hiện được sự quan tâm của các anh em chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Đồng thời với góc độ nhìn nhận của bà con nhân dân thì ta cũng có những cách nhìn nhận khác. Ngoài cái các anh hàng ngày đó là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thì bên cạnh đó các anh cũng đã hỗ trợ góp phần chia sẻ khó khăn cũng như là đem yêu thương đến cho bà con trong cái đợt dịch này. Một điều đáng trân trọng hơn nữa, trên những cung đường chuyến xe kết nối yêu thương đi qua đã được người dân tại các vùng nông thôn chú ý và tham gia. Họ tích góp từng buồng chuối, bó rau, chờ đến ngày chuyến xe đi ngang để mang tặng lại cho những người dân đang bị cách ly tại khu cách ly tập trung, hay dành tặng cho những chiến sĩ, cán bộ, công nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Chính vì vậy, dù vất vả, mệt mỏi, nhưng những nghĩa cử ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho những người thực hiện chuyến xe kết nối yêu thương, tiếp tục hành trình, chở những yêu thương, sẻ chia với tinh thần lá lành đùm lá rách. Mà khi
bà con mà lao động ở ngoài tỉnh về Cà Mau đó, thì gần như ngày nào chúng tôi cũng phải thực hiện một hoặc là hai chuyến xe. Rồi những cụ bà ở người lớn tuổi mà hộ nghèo ở nông thôn, mặc dù ở những cái ngôi nhà rất là lụp xụp nhưng mà vẫn có thể là góp những cái phần quà nhỏ như là những trái đu đủ hay những bó rau giá trị không lớn, nhưng những cái hình ảnh đó là những cái động lực để chúng tôi tiếp tục dẫn bước thực hiện những cái chuyến đi tiếp theo. Đem yêu thương sẽ chia đến với người gặp khó khăn trong cơn đại dịch. Dù trời nắng gay gắt hay dưới những cơn mưa tầm tã, những cán bộ chiến sĩ thực hiện chuyến xe kết nối yêu thương vẫn ngày đêm miệt mài với công việc đầy ý nghĩa. Họ như những chú ong đem đến mật ngọt cho đời, đem yêu thương đến những nơi thiếu thốn, cần sự giúp đỡ. Việc làm ấy càng tôn thêm hình ảnh về người chiến sĩ công an tỉnh Cà Mau luôn hết lòng vì dân phục vụ. Kính thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ chuyển nóng từ các địa phương tối nay. Chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí, đài truyền hình cùng MCV Network tổng hợp và chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Và quý vị cũng có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook và TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan cũng như siêu ứng dụng Netlove. Ia xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.